giờ này chưa về nữa. Người ta đi làm á là 5 giờ là tan ca rồi, là về với vợ con gia đình rồi. Còn cái này lý do nọ, giờ này cũng chưa thấy mặt. Mình á thì bệnh, huyết áp thì cao chót vót như vậy nè, mà không có quan tâm gì hết trơn á. Làm vậy á làm sao mà tin tưởng nổi. Sao cái gì đó? Sao giờ này mới về? Tại vì nhiều việc của anh ráng làm cho xong. Không thôi ngày mai nó lại dồn việc nữa, chứ đâu có la cà gì đâu. Cầm này đi. Em nói thiệt á, không phải là em trách móc gì anh hết trơn á, mà anh cũng phải có dành thời gian quan tâm với em một chút. Em cần á là cần cái sự chia sẻ, yêu thương, quan tâm với nhau, chứ không phải cần những cái thứ vật chất, tiền bạc hay cái gì mà anh đưa cho em đâu. Thì anh biết rồi. Thì anh hứa là từ rồi sắp tới anh sẽ chăm sóc cho em vậy gia đình của mình nhiều hơn. Thôi cứ cầm này đi. Mà này gì đây? Thì mở ra coi đi. Sao nhiều vậy? Anh có quỷ đen. Đen đỏ gì? Tờ 500 mà một cọc dày vậy luôn. Thì đây là cái hợp đồng của cô Liễu nè. Bây giờ mới ký được cho người ta tà rồi cổ mới tạm ứng đó. Phải không đó? Trời đất ơi, em cứ cầm cái tiền đi rồi chi dụng trong gia đình này. Thiếu đủ gì thì từ từ nói với anh. Nhưng mà tốt nhất nên tóm gọn lại chi phí trong nhà. Mà lỡ có thiếu cũng đừng có than phiền mấy đứa nhỏ. Tụi nó nghe được thì cũng kỳ. Anh làm như là em thích than thở lắm gì đó. Em cũng chỉ vì lo cho cái gia đình mình thôi mà. Thì anh biết. Nhưng mà con cái thì tụi nó cũng áp lực dữ lắm. Nên có cái gì thì cứ nói riêng với anh thôi. Anh sẽ cố gắng xoay sở nha. Biết rồi. Ừ. Rồi vậy thôi anh đi tắm nha. Ủa, mà sao cái cô Liễu này đưa tiền cho anh Phi Long nhiều dữ vậy nè? Nói là theo cái dự án gì, giờ đồng ý ký hợp đồng, tạm ứng gì. Sao lại đưa nhiều tiền dữ vậy ta? Hai người họ có khúc mắc gì với nhau không ta? Trời ơi, họ mà có cái gì là chết với tôi. Chị, em đã nói rồi, em có biết anh Trương ở trong quán đâu. Tại vì Long hẹn em ra đó để nói một số việc cho nên mới ghé. Với lại em cũng có hùng hạp làm ăn gì với anh Trương đâu. Nói hoài cũng chịu hiểu lớn rồi chứ phải con nít đâu làm gì giận em. Ừ, thì người ta là người lớn, còn tôi là con nít nè. Cứ vậy á. Ai... Mẹ. Ừ. Tâm, giờ này thấy sức khỏe là sao? Mẹ bình thường mà mẹ. Sao mẹ thấy cái mặt con xanh xao dữ vậy nè? Hả? Xanh gì đâu mẹ. Ủa đâu xanh gì đâu mẹ. Con cố tình bận áo hồng mà nó không ẩn luôn hả mẹ? Vậy mà mẹ thấy cái mặt con như là tàu lá luôn. Thiệt á, phải khám sức khỏe lại đi con. Đi kiểm tra lại định kỳ đi. Lỡ có chuyện gì sao? Mẹ hả? Chung quy lại là cũng lo kiếm tiền đúng không? Mẹ đã dặn với con bao nhiêu lần rồi. Đi làm kiếm tiền nhiều để làm gì? Mê tiền bạc để làm gì? Với lại á, đi ra ngoài rồi á, thấy mấy cái người mà có tiền á, người này người nọ có tiền, người ta đem tiền ra người ta nhử con. Cái con nghĩ là người ta tốt với con, rồi quay lưng lại với những người trong gia đình mình. Làm như vậy là không có được nghe không? Trời cao có mắt đó nghe chưa? Mà nói gì con không hiểu gì hết trơn vậy? Có người á, tin người ngoài hơn người nhà. Đến lúc mà mất trắng hết rồi á, mới sáng mắt ra, biết ai tốt ai xấu. Còn nữa ha, thằng Phi Lân á ha, về đây. Nó đầu tư ha, nó tin người ngoài ha. Tới lúc mà mất trắng hết rồi á, lúc đó hối hận không kịp. Mẹ yên tâm đi, hai vợ chồng con á, không có hùng hạp đầu tư với ai hết á. Còn thằng Lân á, nó có tiền, nó muốn đầu tư đâu là chuyện của nó mẹ. Mình đâu có can thiệp cho được. Đúng rồi mẹ. Ủa, dạ, Lân. Em chào mẹ, em chào anh chị. Muốn gì đây? Nay con mua đồ ăn nè, con khao cả nhà. Khao cái gì mà khao? Bộ cái gia đình này không đủ tiền để lo cho con ba buổi ăn hay sao mà con phải mua đồ ăn cho anh chị hả? Dạ đâu có, tại hôm bữa con nghe mẹ nói muốn ăn món tôm hùm nướng ở nhà hàng Hoa Hồng, con mua cho mẹ ăn. Ngồi xuống đây. Ngồi xuống. Trời ơi, sao nhiều tiền vậy vậy? Trời. Ủa nhưng mà mẹ không ăn ớt được, em mua tôm hùm nướng ớt sao mẹ ăn được? Trời ơi, em đâu mua tôm hùm nướng ớt, em mua tôm hùm nướng phô mai. Ủa vậy hả? Hiểu ý mẹ quá ha. Đây,
Cái nhà hôm bữa mà em nói với anh Trương á, em và anh bán được rồi nè, em có chút tiền em gửi cho chị. Trời gì lời nhanh vậy hả? Số tiền này hả, chị muốn ăn gì ăn, muốn xài gì xài, thoải mái. Cái thằng này, hồi nãy mày nói sao, bụng nhà này bụng thiếu điều kiện, đói khát lắm hay là sao mà bây giờ con phải đưa tiền cho chị dâu con để nó bỏ tiền túi nó ăn gì nó xài cái gì, mẹ không cho nó được hay sao? Sao vậy Tôn? Mẹ bất giận. Thôi nè nè, em giữ lại đi, cái đó tiền em tự nhiên bất chị lấy à, ngại lắm. Mà mẹ đã cấm với con rồi là không có được hùng hạp đầu tư kinh doanh gì đó, mua bán nhà cửa gì hết, lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? Vậy mà con vẫn cãi lời mẹ không làm. Dạ con biết mẹ lo cho con, nhưng con với anh Trương á tìm hiểu kỹ lắm mới làm. Tại á anh Trương là người tốt với là anh giỏi lắm, hồi còn sống á mẹ con coi ảnh như là con trong nhà vậy á, nên ảnh là người tin được. Mẹ cứ yên tâm đi. Yên tâm cái gì, chuyện đó là chuyện mối quan hệ giữa gia đình con trước đây với lại anh Trương gì của con. Còn mẹ á, nói chung là mẹ không có cảm tình với cậu ta, cho nên đừng có nhắc cậu ta với mẹ. Dạ, được chưa? Con biết rồi. Còn cái này là con gửi cho mẹ, mẹ nhận cho con vui nha. Cái gì? Còn mày đặt đưa tiền cho mẹ nữa hả? Mẹ lo cho con được mà. Dạ, cất đi. Con biết rồi, nhưng mà con muốn hùng với mẹ tiền ăn uống. Tại tiền học phí của con á, con đi làm con trang trải được rồi. Cái thằng này, mẹ đã nói là mẹ lo cho con được, con làm mẹ khó xử là không có được đâu, nghe chưa? Mẹ không có nhận đâu. Dạ thôi, mẹ nhận cho con vui, có 50 triệu à. Gì? 50 hả? Dạ. Ờ thì coi như con gửi đây cho mẹ. Con gặp cái gì khó khăn á, cái con nói mẹ đưa lại cho con. Mẹ, con cái này đi. Mẹ giữ cho nó. Cái gì mẹ? Mẹ giữ giùm cho nó, chứ để nó làm hết sao. Dạ, con chỉ nhận số tiền này đi. Thôi, tiền của em mà tự nhiên chị nhận gì ngại lắm. Có gì đâu, em còn nhiều lắm. Chị nhận đi, rồi chị mua đồ cho em bé nữa. Chị nó kêu nhận đi. À, vậy thôi chị lấy tiền này để chị mua đồ cho em bé ha. Ủa, nhà mình sao ta? Gì thấy tiền ríu rít như vậy? Em trả lại tiền cho Lân đi. Đứa bé là con của anh là ba của nó. Anh đi làm kiếm tiền mua đồ cho nó, không cần có lấy số tiền để mua đồ cho nó đâu. Đó, cái chuyện mà nó đưa tiền cho em á thì em cứ lấy em xài riêng cá nhân em đi, đừng có liên quan tới con của anh nữa hết. Làm gì vậy? Làm gì căng thẳng vậy? Coi bộ cho này á, em tin ông Trương dữ ha. Anh nói cho em biết, tin cho cố đi, quá cố có ngày nghe chưa. Làm ăn phải chấp nhận may rủi với anh. Với lại hả, em tin tưởng anh Dương tuyệt đối. Anh cứ yên tâm đi. Thôi, để con mở đồ ăn ra cho mọi người. Thôi khỏi. Đừng khui. Anh không ăn đâu, anh ngán tôm rồi. Anh không ăn thì ta ăn. Em Trường sắc chướng. Nhà này sao? Ủa, anh sao vậy? Sao cái gì nữa? Nó phản ứng rõ ràng như vậy mà con hỏi làm sao? Không phải là không thích ăn tôm, nhưng mà nó không thích cái thằng Trương đó, nó không thích nhắc đến cái tên đó. Cho nên hai đứa từ hôm nay đừng bao giờ nhắc tên Trương trong căn nhà này nữa, nghe chưa? Dạ. Mẹ cất. Ủa mẹ không thích ăn tôm luôn hả mẹ? Thôi mình ăn đi. Dạ. Ủa mẹ bị gì vậy? Con thấy Phi Lân á, nó đưa tiền cho mẹ thì đưa 50 triệu thì mẹ xài đi, làm cái gì đâu mà mẹ cứ cầm mẹ đắn đo hoài luôn á. Thiệt á, mẹ đâu có phải là cái người mà dễ dàng mà nhận tiền của ai là nhận đâu con. Mẹ đâu có thể nào mà bán rẻ cái tư cách của mình đâu ha. Mẹ muốn tìm ra chân tướng sự việc đó phải một cách rõ ràng, biết đâu đằng sau số tiền này là một bí mật động trời. Mẹ đâu có thể nào bán rẻ thằng tôm con của mẹ bằng cái số tiền 50 triệu này đâu. Thì nói gì nói, con cũng có nghe Phi Lân kể về anh Trương rồi. Một cái người người ta vừa giàu, người ta vừa đẹp trai, người ta vừa giỏi, đã vậy á hả, còn chưa có người yêu. Con mấy hay cái dịp này á, con kiếm mối nha, cho con thoát ế, khỏi chơi con ế nữa. Ê cái gương nè con, sao vậy? Dạ. Mày có cửa hả? Trời ơi. Ủa mẹ nói vậy, con là con của mẹ đó, mà mẹ còn chê con nữa. Trời ơi xin lỗi mẹ nha. Con á, một khi con mà ra tay thì chỉ có thành công thôi. Con nói Phi Lân mai mối cho con. Đó, biết đâu nhà dính một cái. Mẹ ở nhà mẹ chờ tin vui đi. Nè con lấy cái tay lên chưa? Tao đánh tôi còn đau. Dạ. Mẹ kêu con vô đây á là tìm cách
coi như suy nghĩ giùm mẹ để coi tìm cái cách nào đó tìm hiểu nó. Chứ sao mà con vô đây con bày ra cái chuyện nó rắc rối hơn là sao vậy Lan? Thì thôi, nhưng mà con nói rồi nha, một người á vừa giỏi như vậy, đã vậy nhìn thôi là đã thấy ở chất như nước cất rồi. Con nghe mà con còn mê nữa, huống hồ vẫn đang thanh. Nghĩ sao vậy? Đi so sánh, đi khen ở người ngoài trong khi chê em mình. Xin lỗi con nha, nhìn kỹ thằng Tâm con của mẹ đi, đẹp xỉu luôn á. Trời ơi, đẹp, mẹ có nói quá không? Con nói thiệt nha, thằng to không bằng một góc anh Dương nữa. À, mà nói đúng hơn là tao không bằng góc Phi Lân nữa. Cái gì vậy? Huống hồ gì hả mà so sánh với anh Dương. Mà con nói rồi nha, mẹ là đừng có đi nói rồi là con là điều tra ảnh nha. Con gặp ảnh không có kiềm lòng được đâu đó. Đi điều tra mà giữ bình, hiểu không? Kêu kỳ lên chứ ai mày kêu mày trai vô đánh chết không có tích nết hết nghe chưa? Trời, con chỉ nói thực tế thôi bộ. Cái đó là cái kiểu khôn nhà dạy chợ đó. Đã không có được xuất sắc rồi thì phải thông minh lên. Đi ra ngoài. Thôi đi đi. Kệ Phương. Tưởng mày không xài thì con xài. Không xài nào. Không xài là chuyện của tôi. Hả? Đóng cửa lại cho tôi. Dạ. Bực bội. Nam Kha hả con? Gì đây? Dì Dạ Ngọc nè. Ừ, con khỏe không? Con rảnh không? Qua nhà dì ăn cơm đi. Trưa mai nghe, dì chờ con nghe. Ừ. Để rồi coi mấy người còn giấu tôi được nữa hay không.